Xin chào các khán giả của Em Việt Nam. Hơn một năm qua, quả thực là quãng thời gian đen tối của cả thế giới. Dịch bệnh hoành hành, thiên tai tàn phá, kinh tế khủng hoảng. Giữa bầu trời u ám ấy, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng được dư luận quốc tế đồng thanh ca ngợi. Ngay cả các cường quốc trên thế giới cũng phải thừa nhận Việt Nam đã làm nên kỳ tích. Không chỉ trong công tác phòng chống Covid-19 mà cả trong lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, chính trị, Việt Nam đã và đang làm rất tốt. Về thành quả phòng chống đại dịch thì không có gì phải bàn cãi. Thực tế đã chứng minh Việt Nam nổi lên như ngọn hải đăng giữa biển. Crosshound News Viet Mỹ đánh giá Việt Nam là vô địch thế giới không có đối thủ cạnh tranh trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Còn tờ Welly Đức đã chỉ ra nguyên nhân đem tới thành công của Việt Nam là chính phủ đã coi cuộc đấu tranh chống dịch bệnh như chiến dịch quân sự và huy động toàn dân. Đồng thời, The Conversation của Mỹ cũng đã ca ngợi rằng mỗi cuộc phỏng vấn được thực hiện tại Việt Nam đều nhắc nhở chúng tôi về giá trị tinh thần cao quý của con người nơi đây. Những tấm gương sáng đáng khâm phục về tinh thần đoàn kết có thể giúp tất cả chúng ta vượt qua khủng hoảng này. Tinh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng chính là bài học quý giá nhất mà Việt Nam dạy cho các ông lớn trên thế giới trong năm Covid thứ nhất. Bà Maria, chuyên gia dịch tễ học của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, coi Việt Nam là tấm gương điển hình đối với các nước khác vì đã hành động mau lẹ và toàn diện. Bà còn nhấn mạnh thêm, đây là điều chúng ta cần được thấy ở tất cả các nước. Nhờ khả năng kiểm soát dịch tốt, Việt Nam cũng đạt được những thành tựu trong lĩnh vực kinh tế. Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế đều xếp Việt Nam vào số ít nước duy trì được tốc độ tăng trưởng dương cao nhất thế giới trong năm qua. Theo nhận định của trang mạng SeekingAlpha.com, Việt Nam ở vị thế độc nhất vô nhị, tận dụng diễn biến này xử lý thành công dịch bệnh để chào đón nhiều công ty chuyển dịch tới vì quy mô kinh tế của Việt Nam. Dự báo về triển vọng của Việt Nam trong năm 2021, tờ Nikkei Asia của Nhật Bản viết Việt Nam sẽ dẫn đầu 6 nền kinh tế lớn nhất ASEAN về tăng trưởng. Còn mạng S&P Global Mỹ cho rằng mức tăng trưởng của Việt Nam sẽ cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một điều khác được dư luận thế giới đánh giá cao là chủ trương tiếp tục thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế thông qua việc ngày càng mở rộng mạng lưới hiệp định thương mại về khu vực mậu dịch tự do, kể cả với EU và Anh Quốc. Như tờ Financial Times đánh giá. Đặc biệt hơn cả, khi bàn về quan hệ quốc tế của Việt Nam, tờ Times of India ghi nhận rằng trong năm 2020, uy tín Việt Nam đã tăng lên cả trong khu vực và trên trường quốc tế. Rõ ràng là, để duy trì thế cân bằng chiến lược dựa trên trật tự thế giới và pháp quyền, điều kiện tiên quyết là Việt Nam phải giữ vững vị thế trung tâm. Việt Nam biết cách tiếp xúc với các cực khác nhau của chính trị quốc tế để bảo vệ chủ quyền và lợi ích kinh tế của mình. Tạp chí Forbes của Mỹ trong số ra cuối năm 2020 đã đánh giá trong bối cảnh cuộc chiến thương mại bùng nổ, Việt Nam đã khôn ngoan tự định vị mình như một hàng rào lý tưởng trước cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Và Việt Nam là bậc thầy về nghệ thuật đàm phán. Nhân tố cốt lõi góp phần nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam là kiên trì đi theo đường lối hòa bình, thân thiện hợp tác, nhất quán chủ trương sử dụng phương thức hòa bình để giải quyết xung đột. Chính sách và lập trường như vậy của Việt Nam được ASEAN hoàn toàn ủng hộ và coi như tấm gương điển hình. Quan điểm của Việt Nam về tình hình trên Biển Đông thực sự trở thành thái độ của cả Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Như giáo sư Moriako, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á và Châu Đại Dương thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đã nhận xét. Liên quan tới các hoạt động đối ngoại nổi bật của Việt Nam trong năm 2020, The Times of India cũng nhấn mạnh Việt Nam đã thể hiện tài năng lãnh đạo mang tính xây dựng trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, Ngài Tổng Thư ký ASEAN đánh giá rằng ASEAN đã đoàn kết và ngay từ tháng 2 đã nhanh chóng phản ứng trước đại dịch. Sự phản ứng như vậy chủ yếu nhờ ở vai trò lãnh đạo của Việt Nam, đặc biệt qua việc khuyến khích đối thoại và sự hợp tác giữa các nước thành viên. Về phía Liên Hợp Quốc, đại diện chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam, bà Kailin Wiesen nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam rất đặc biệt trong thời điểm có nhiều bất định và thách thức. Theo bà, Việt Nam đã khởi xướng chủ đề gắn kết và thích ứng rất phù hợp, phản ánh đúng tình hình. Liên Hợp Quốc rất phấn khởi khi thấy chủ nghĩa đa phương lại được nhấn mạnh vào thời điểm này. Vị thế và uy tín của Việt Nam đã được thể hiện qua việc nhóm các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương thống nhất đề cử Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2021 và Việt Nam đã trúng cử với số phiếu cao kỷ lục. Mới đây, sự kiện Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN một lần nữa khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam được xây dựng trên nền tảng ổn định chính trị, năng động kinh tế và có những sáng kiến mang tính xây dựng để thúc đẩy gắn kết, thống nhất vai trò trung tâm của ASEAN.
Theo nhận định của chuyên gia Học viện Quốc phòng Australia, thì sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị có ý nghĩa quan trọng. Trước hết, vì đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính kể từ khi nhậm chức hồi đầu tháng 4. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp tham dự hội nghị của các nhà lãnh đạo ASEAN thể hiện Việt Nam nhất quán trong đoàn kết, tương trợ với ASEAN và còn là cơ hội để Thủ tướng làm quen, xây dựng mối quan hệ công tác với các nhà lãnh đạo ASEAN. Quan trọng hơn, cuộc gặp mặt song phương của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia Joko Widodo là cơ hội để hai nhà lãnh đạo thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, trong đó có việc đạt được thỏa thuận thúc đẩy phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế. Không có gì lạ khi mà sự xuất hiện của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị ASEAN được coi trọng đến vậy. Bình luận về đóng góp của Việt Nam tại hội nghị, ông Kathayer cho rằng, với vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 4 năm 2021, Việt Nam hiểu rõ hơn ai hết những khác biệt trong quan điểm cũng như các lĩnh vực đồng thuận giữa các thành viên của Hội đồng Bảo an. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam vẫn luôn giữ vững lập trường của mình theo nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác và phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, dẫn lời của ông Đặng Đình Quý, trưởng phái thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc. Ông Kathayer nói, Việt Nam đã tuân thủ những quyết định của Hội đồng Bảo an trên nguyên tắc là những quyết định này phải hiệu quả và không tác động tiêu cực lên đời sống của người dân và tình hình nhân đạo ở quốc gia liên quan. Việt Nam cũng ủng hộ cộng đồng quốc tế, kêu gọi các bên tại Myanmar kiềm chế, thúc đẩy đối thoại và hòa giải. Có thể thấy rõ, Việt Nam chưa bao giờ có ý định cản trở hỗ trợ nhân đạo đối với Myanmar và luôn ủng hộ quyết định hòa giải hướng đến hòa bình của ASEAN. Có thể thấy rõ, chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa cùng với hội nhập quốc tế tích cực và chủ động đã giúp Việt Nam được thừa nhận rộng rãi như một thành viên xây dựng và có uy tín của cộng đồng quốc tế. Dư luận quốc tế đều cho rằng, với những thành tựu nổi bật trong năm 2020 đầy thử thách, Việt Nam đang trở thành thỏi nam châm thu hút nguồn đầu tư nước ngoài và khách du lịch. Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel Daily ca ngợi, Việt Nam là hình mẫu anh hùng đích thực của năm 2020. Những thử thách mà Việt Nam phải đối mặt và đã vượt qua cho thấy sức mạnh kiên cường của nhân dân và tài trí sáng tạo của ban lãnh đạo đất nước. Nhờ vậy, Việt Nam thu phục được sự kính trọng, ngưỡng mộ chân thành của cộng đồng thế giới và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Những trích dẫn trên chỉ phản ánh một phần nhỏ, rất nhỏ trong số lượng đánh giá, bình luận của các nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu và các phương tiện truyền thông quốc tế ca ngợi về Việt Nam. Cho dù nhiều thử thách còn đang chờ đợi ở phía trước, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những gì Việt Nam đã làm được trong năm 2020 đầy sóng gió. Niềm tự hào ấy chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho mỗi người trong chúng ta vững tin bước tới tương lai trên con đường hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước sánh vai với các cường quốc đang phát triển. Nếu bạn cũng cảm thấy tự hào, thấy tin tưởng vào tương lai tươi sáng hơn nữa của đất nước mình, thì hãy lan tỏa tình cảm ấy tới mọi người bằng cách bình luận và chia sẻ video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ S Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo.